Rồi Sơn sẽ hướng dẫn việc theo chiều rộng. Mọi người chú ý với dung Sơn màu này, thật ra nó không có khó. Rồi. Mọi người xem có rõ không? Mọi người xem có rõ không? Không rõ là phải đăng YouTube, mà YouTube thì mất thời gian, bây giờ không có kịp nữa. Ai xem rõ thì nói cho Sơn nghe với. Mọi người xem rõ không ạ? Rồi, mọi người làm ơn vẽ ngay cái hình và giúp Sơn đi. Cái hình này nè. Đây, để Sơn vẽ lại. Mọi người vừa nhìn hình vừa nhìn cách Sơn giải, bởi vì cái này thực ra nó không khó hiểu, chẳng qua là thầy mình làm hơi rối tí thôi. Nhìn một chút là có thể hiểu được bài này. Rồi, thuật toán vượt chiều rộng là gì? Vượt chiều rộng là sao? Vượt chiều rộng là vượt theo một đường như thế này, không đứt quãng. Một đường như thế này không đứt quãng, mà tất cả các đỉnh chỉ đi qua một lần duy nhất. Mọi người hiểu chưa ạ? Có lẽ là có nghĩa là mọi người sẽ gì? 6 đi qua 4, đi qua 2, đi qua 3, đi qua 1 chứ. Đi qua 5. Đây là một đường duy nhất mà mỗi đỉnh chỉ qua một lần. Mỗi đỉnh mà qua hai lần là sai. Mọi người hiểu vấn đề chưa? Rồi, mọi người đã vẽ hình vào chưa? Mọi người vẽ đi. Mọi người tranh thủ vẽ hình đi, rồi nhìn Sơn sẽ chỉ cách giải rất là dễ hiểu. Rồi, mọi người vẽ hình xong chưa? Bạn nào vẽ hình xong rồi nhắn cái cho Sơn biết coi. Vượt theo chiều rộng là vượt một đường duy nhất, mỗi đỉnh chỉ đi qua một lần, giống như 7, 8 này chắc chắn có thể loại rồi nè. Rồi, bạn Nhiên đã xong rồi, mình qua tiếp. Mình sẽ kẻ bảng, mọi người chú ý cái phần bảng này. Rồi, tới đây là hết hết camera rồi. Rồi, hàng đời. Hàng đời này từ đâu? Hàng đời này sẽ từ cái hàng đời bên này vào này. Hàng đời sau khi đẩy V. V vào. Hàng đợi sau khi V vào. V vào xong thì nó sẽ qua đây. Ok. Rồi đã xong hai hàng đợi. Đỉnh U. Cái này là U. U này từ đâu ra? U này là lấy từ hàng đợi qua. Đó.
mỗi cột này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Từ đã mấy bạn, từ bên này qua bên này rồi, ok chưa? Đừng nóng, đừng nóng. Tiếp theo là hàng đời sau khi lấy u ra. Lấy u ra thì chuyển qua bên này. Tiếp là V. V này lấy từ đâu ra? V này là từ bên này nè. À, từ bên này. Từ số 2, V là cái đỉnh kề u mà chưa xét. Rồi, ok chưa? Tài liệu hả? Tài liệu hên xui, không biết. Rồi, bắt đầu xét cái đồ thị hồi nãy. Đầu tiên chúng ta cho hàng đợi vào một. Lấy đỉnh U từ hàng đợi qua đây là một. Hàng đợi sau khi lấy U ra, sau khi lấy U ra thì chưa có cái gì nó đợi hết á, cho nên để này trống. Các đỉnh kề U mà chưa xét, các bạn nhìn vào đồ thị thấy có hai đỉnh kề U. Có hai đỉnh kề U là đỉnh 2 và đỉnh số 3. Đó, hàng đợi sau khi V vào, V vào thì ra 23. V đây, vào đây thì ra 23. Tiếp theo, hàng đợi lúc này là sao? Là 2 và 3. 2 và 3 là đỉnh kề U mà chưa xét. Bây giờ cho cái nào vào trước đây? Ta sẽ cho 2 vào trước. Hàng đợi sau khi lấy U ra, lấy U ra, lấy 2 ra thì còn 3. Hay không? Nó có mối liên hệ với nhau cả đấy. Để cái chữ trên này nè, lúc mà làm bài á, ghi cái này trên này cho rõ ra để mà nhìn. Hàng đợi sau khi lấy U ra, lấy U ra thì hàng đợi lúc này còn có 3. Ok. Các đỉnh kề U mà chưa xét, V là đỉnh kề U mà chưa xét, 3 cạnh 3 là cái nào? À quên, cạnh 2 chứ, đỉnh kề U mà, kề U là cạnh 2. Cạnh 2 là cái nào? Cạnh 2 là 4. Nghe nó có vẻ rối rối. Cạnh 2 là 4. Rồi, ok cho mấy bạn. Vừa làm theo nha, để nhẩm cho nhớ. Hàng đợi sau khi để đỉnh V vào, hàng đợi lúc này còn 3. Sau khi để đỉnh V vào nữa là 3 và 4. Bạn Nhiên đừng có rối bạn Nhiên. Chỉ là đỉnh thôi mà, mình chưa có sắp xếp mà, chưa có sắp xếp nó đi cạnh nào cạnh nào cạnh nào mà bạn Nhiên. Rồi, tiếp. Bạn Nhiên làm sân rối rồi. Chỉ là chúng ta đang xét cái đỉnh đi thôi. Các đỉnh nó đi qua thôi. Chứ chưa có xét chiều nó đi. Chỉ xét các đỉnh đi qua chứ chưa có xét chiều nó đi. Bạn Nhiên hiểu không? Rồi tiếp, hàng đợi lúc này là 3 và 4. Đưa qua đây.
Rồi, lúc này 3 và 4, mọi người chịu khó nhìn đi. Lấy ba ra, hàng đợi sau khi ấy lấy u ra là 4. Mọi người thấy không? Lấy ba ra thì hàng đợi lúc này còn 4. Và các đỉnh kề u mà chưa xét, kề u chưa xét là kề cái ba này nè. Kề ba chưa xét là đỉnh số mấy? Là 5. Ok. Hàng đợi sau khi đẩy v vào u. Hàng đợi đẩy v vào cái hàng đợi này thì là sẽ ra 4 và 5. Rồi 4 và 5, hàng đợi lúc này là 4 và 5. Lấy u ra tiếp. Giờ mình lấy 4 ra tương tự, hàng đợi sau khi lấy 4 ra thì còn 5. Đỉnh kề của 5. À, quay xin lỗi. Đỉnh kề u là 4, nhầm, xin lỗi bạn nha, 6. Lúc này ta có 5 6. Rồi ok. Hàng đợi này là 5 và 6. Rồi, mọi người thấy chưa? Lấy u ra từ hàng đợi, lấy 5 ra thì còn 6. Các đỉnh kề 5 không có đỉnh nào, hàng này bỏ trống. Đợi là 6, chỉ còn 6 đợi thôi. 6 xuống đây. Lấy u thằng này 6. Hết. Thuật toán kết thúc. Ta có phép gì? Kết quả 1 2 3 4 5 6, ta diệt được 6 cái à. Còn cái 7 và cái 8 không thuộc cái đồ thị này. Không thuộc cái phép diệt này, bởi vì diệt liên tục 7 8. Nó ở ngoài. Cái 7 8 này nè. Nó không thuộc cái này. Nếu mà chúng ta vẫn có thể diệt 7 và 8 không thì nó sẽ ra là 7 và 8. Nhưng mà mình chọn đỉnh xuất phát là 1. Theo cái đề á, chọn đỉnh xuất phát là 1 thì ta xảy ra cái cây này. Còn đỉnh xuất phát mà là 7 thì nó sẽ ra cây này. Rồi, bạn nào chưa hiểu chỗ nào? Bạn nào chưa hiểu chỗ nào? PM nhanh ở dưới, Sơn sẽ trả lời luôn. Mọi người chú ý cái trên này nè. Nếu viết trên này đúng thì nhìn rất là dễ, bởi vì ký hiệu hết rồi. Thứ nhất là hàng đợi. Hàng đợi thì nó đợi đầu tiên là vô. Chưa có ai đợi hết. Cái nó vô thẳng luôn. Nó sẽ lấy từ cái hàng đợi bên này qua bên này. Lấy u từ hàng đợi thì lấy từ bên này sang thôi, không có gì hết. Còn hàng đợi sau khi lấy u ra, ví dụ lấy hai ra thì trong hàng đợi này còn ba thì bỏ ba ra đây. Rất là dễ, không có gì hết. Mọi người hiểu không? V là cái đỉnh kề u, u đây. Nó rất là rõ ràng, không có gì phải thắc mắc hết. Hơi rối nhưng mà đọc ngẫm một xíu sẽ hiểu. Ai comment gì đi? Ai chưa hiểu chỗ nào? Việc theo chiều sâu.
Rồi, bây giờ mình kết thúc video. Bạn nào chưa xem thì có thể vào xem lại.